Anh ơi, em mới vừa tiết xe. Dạ. Đó, trời ơi, em tiết xe hả? Em đi xe phải cẩn thận chứ. Lỡ dựng gì anh biết xong sao? Đâu rồi lên đôi xe. Trời ơi, đi xe xuống thẳng lỡ dựng gì để xa. Trời ơi, xe mới mua. Thôi, xe quan trọng hơn ba mẹ trong ba ông xe ngủ đi. Vô rồi đêm ơi, vô kèo rồi đêm ơi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả anh em chiến hữu gần xa. Xin chào những ông bạn già của tôi nha. Là hôm nay là Đà Lạt giao lưu anh em mobile cuối năm trên Đà Lạt cả nhà. Là có một anh trên đó là rất là thân thiện, anh trên đó rất là mến mình, tặng mình nguyên một con lai luôn cả nhà. Đó, bây giờ mình đem về là không biết anh nuôi hay là nên làm thịt đây. Nhưng mà mình nghĩ chắc chiều nay mình đãi những ông bạn già của mình quá. Thôi bây giờ là thông báo những ông bạn già nha, là chiều nay có mặt sớm nha, tại nhà sớm nha. Còn những ông nào mà sợ vợ là bắt quyền loại dán chịu nha. Là khỏi phải nói sao mà tôi không thông báo nha. Đó, trời, thấy cái đuôi luôn nè. À, anh em thấy không? Nguyên cái vỏ chà bá lửa luôn. Đù quá ngon em ơi. Chiều nay tôi gấp nha anh em nha. Ê, ông nào mà sợ vợ là chiều nay là bắt quyền loại dán chịu nha. Rồi những ông bạn già mà cùng lên bờ xuống ruộng tôi là chiều nay có mặt gấp nghe anh em nha. Kèo kiết gì gọi ta. Rồi Tuấn Hồng Minh làm gì mà sáng giờ mình chờ nó sớm giờ mà không thấy gọi ta. Chừng nghĩ mình ăn nhậu chù quá mà nó sợ mất mình không được. Rồi chù mình quá nè, giờ mình gọi luôn nè. Bây giờ gọi Tuấn trước đây. Alo Tuấn hả? Sáng giờ mày có sổ gà không? Mày có gà xét không? Sao mày không gọi tao? Có bi sẵn, tao có bi sẵn mà. Em tới nha. Gà có sẵn rồi anh em. Giờ mình gọi kèo. Rồi cho thằng Minh nữa là kiếm thằng bi nó ok nè. Alo Minh hả? Đù tao con gà đó mới là con gà biết không, ngon lắm mày. Mơ gà sổ ngon lắm, 27 ngon lắm, to lắm. Bây giờ thiếu bi, mày mua thằng bi qua nhậu nha. Rồi có gà chắc chắn có gà.